Và bây Đúng giờ rồi. mình đang có mặt tại RevPC để chuẩn bị review những đôi Puma cho các bạn coi. Thì đi nguyên ngày rồi mệt đuối quá, nhưng mà giữ lời hứa các bạn là bây giờ sẽ review cho các bạn coi những cái bộ sưu tập Puma hiếm hoi của mình. Và đây là tụi mình đang xây dựng cái bàn để đặt lên cái đôi giày cho đẹp á. Đây, những cái bàn và những cái hộp. Các bạn chuẩn bị chưa? Và đây là cái list giày mình sẽ review trong ngày hôm nay. Thì đây là một trong những cái blog giày mà review nhiều nhất. Hồi đó là từng lót là quay một đôi, hai đôi. Mà blog này mình sẽ quay tới 5 đôi hoặc 6 đôi lận. Đây là những đôi giày mình vừa cóp được tại những tiệm giày cũ. Nhưng thật ra đây là những đôi giày mới chưa có mang luôn. Đây là những đôi giày sample. Sample là như thế nào? Sample là những đôi giày của hãng ra trước cái thời gian ra để cho sample, để cho lên mạng chụp cho những người khách hàng biết là đây sẽ là đôi giày chuẩn bị ra. Đây là hãng sample, đây nói chung là hàng chính hãng mà ra sớm. Ok, bây giờ mình sẽ quay từng đôi cho các bạn coi. Để đính chính một lần nữa là hàng sample, không phải là hàng leak. Hàng leak là hàng chôm ra bán, còn cái hàng này là hàng ban ra chớm. Thì nó cũng Cũng vậy à. ok, nhưng mà hàng này là hàng sample, nó không có bị dập hay bị nhét gì hết đó, nó rất là thẳng và ok, nói chung là không có lỗi lầm gì hết. Và bây giờ mình sẽ quay vô chi tiết từng đôi một, từng đôi một. Dạ, đôi đầu tiên sẽ là đôi này. Ủa, đôi này bố quay rồi đúng không? Nhưng mà Rồi. cái blog này dành cho những bạn nào mà chưa coi cái đôi này, mình sẽ quay lại thêm một lần nữa. Thì đây là đôi Puma. Thì theo mình Google nó còn gọi là Puma. Quên mẹ tên. Classic cách gì á? Đúng rồi, Classic Cut. Có nghĩa là sao? Là những cái kiểu cắt cổ điển. Thì đây thấy các bạn thấy là cái suit. Đây, hôm bữa cái blog mình chưa nói vụ này. Thì đó các bạn thấy không? Có 3 đường cắt. 1 màu, 2 màu, 3 màu, 4 màu, 5 màu. Và cái original là cái màu bình thường là cái màu này. Nhưng mà cái đôi này nó đẹp ở chỗ nào? Đẹp chỗ nào Đẹp cho cái suit, nó lại một lần nữa là cái dấu suit của nó ba màu Để cho nổi lẹ lên cái nè. đằng Cái sau đôi này nó đẹp đằng đó. sau là do cái cách phối màu nó là Tiffany Blue. Và cái màu này là trong thế giới rất là hiếm. Ok, thì đó là cái màu đẹp của cái đôi này. Nhưng mà cái điểm mà mình không thích cái đôi này là tại sao? Mà đó là cái da lộn. Da lộn Việt Nam thì nó mang rất là dơ, mỗi lần dơ là phải đi kiếm chỗ clean. Nhưng mà cái đó tính sao đi, nhưng mà cái đôi giày nếu không phải da lộn thì nó sẽ không đẹp. Thường thường những cái đôi giày da lộn thường là đẹp hơn mấy đôi giày bình thường. Đó là sự thật. Ok. Rất đẹp. Đôi giày này mang rất đẹp. Bữa giờ mình đăng trên story Instagram á, ai cũng hỏi đôi này là cái gì, mua ở đâu, bao nhiêu đó. Thì cái đôi này mình mua ở tiệm giày cũ. Nhưng mà thực sự đây là đôi giày mới, mình chỉ mua có 900 ngàn thôi. Nhưng mà bây giờ bán thì mình cũng không bán đâu. Ok, mình để mình mang chơi cho vui. Quá vui. Ok, tiếp tục. Vị khách thứ hai. Búp, khoan. Quăng xuống. 1 2 3. Mẹ vu sập cái hộp. Đây là đôi giày Puma Pigeon, có gọi là hay gọi là Puma bồ câu của do phù thủy Stab ở lộng Jeff Staple của tại New York làm ra. Thì cái lịch sử đôi giày là như thế nào, tại sao lại có con bồ câu? Thì trước khi mà cái đôi giày mà ông cái đôi giày mà cái này là mình kể những gì mình được biết thôi nha, nếu thật sự sai thì anh em chỉnh mình nghe mình tiếp thu. Thì theo mình biết ở đây là cái dấu hiệu Pigeon là do cái ông Stab Chapel này, ở gì vậy này, Jeff Chép Staple bộ Jeff đúng Staple này rồi. collab với lại Puma. Thì á, tại sao còn gọi là Pigeon? Thì ngày xưa mà ổng làm cái đôi mà đầu tiên của ổng ra đó, không biết đôi đó đầu tiên không, là cũng là cái đôi này luôn, Suey luôn. Ủa, cái chữ này đọc sao ta? Sway Không, cái chữ mà gì? thì nói chung là cái loại giày này đi, loại giày Puma này, Suede đúng không? Ừ, thì nói chung là cái loại giày, alo alo alo, đang quay đang quay. Thì nói chung là cái loại giày này á, là ngày xưa là ông ngồi coi một con chim bồ câu ỉa và ông lấy cái thiết kế đó, ông biết anh cái đôi giày của ông tạo hình, tạo mẫu cái đôi giày ông là cái đôi giày bình thường đó. Thôi mình sẽ cắt một cái tấm hình mà cái đôi giày đó mình sẽ để cho các bạn ở đây cho các bạn coi. Thì nó sẽ có một cái con bồ câu ở đây và có một cái bãi cứt ở đâu đó. Thì cái đôi giày đó là làm nên cái tên tuổi của ông luôn. Thì đôi giày đó mình nhớ không lầm bây giờ là rất rất là mắc, khoảng chừng
3 đến 5 ngàn đô, hoặc có thể là mắc hơn. Thì đây là cái là mẫu cái collab thứ ba hoặc thứ tư của ổng. Cái này đặc biệt, cái nào mình da thường chứ không phải da lộn. Da thường á? Cái nào? Cái dấu Swoosh của Puma. À. Nó không phải là mình da lộn. Còn còn mình... còn ở cho còn cái phần này da lộn nè. Đúng rồi. Ừ. Thì cái loại giày này á, đợt lượt ra kỳ này nó sẽ có hai màu, là một là màu đen với là màu hồng, hoặc là màu xám màu hồng. Thì mình thích màu xám hơn nên mình chọn màu xám. Thì thật sự nãy là mình qua cái tiệm shop giày kia đó thì nó có hai màu, nhưng mà mình lấy cái màu này thì bển chỉ có hai đôi thôi, vẫn còn một đôi ở bển. Thì cái màu xám này nó lợi hơn là cái nó nhìn là nó chất lượng hơn, nó sang hơn, với lại các bạn mang cái màu này á thì nó đỡ dơ hơn màu đen. Màu đen em hiểu không, là em mang cái gì mà nó quẹt qua hay là cái gì màu trắng nó đi lên nó rất là dễ dơ. Còn cái màu này mình đi bụi là mình sẽ không thấy, màu đen em đi bụi nó sẽ thấy, đúng không? Hợp lý không? Hợp lý. Rồi. Và đây là cái phần lót của cái đôi giày, là ở trong có màu hình một con bồ câu luôn á. Thật sự mình ước gì mà mình rành cái lịch sử đôi này mình sẽ nói cho các bạn nghe thêm, tại vì hồi đó giờ mình chỉ có rành mấy cái bên Jordan hơn là bên Puma, nhưng mà mình thấy Puma này nó có nhiều cái collab nó độc quá. Đây. Còn đây là cái phần đế của nó nè. Đây là phần đế. Thì cái blog này á, mình là một người review blog rất là thật. Thì mình đang là các bạn, mình cũng như các bạn á, mình không biết cái gì hết đó, nhưng mà mình thấy gì, mình biết gì mình nói cái đó thôi. Thì cho vậy cho dễ hiểu, chứ thật sự nếu biết nhiều quá mình nói mà các bạn coi các bạn không hiểu cũng như không, đúng không? Đây, trên cái phần mà cái sticker nó có là 3, 30, 90 với lại stable, thì mình không hiểu này là gì đó. Anh em nào biết thì comment ở dưới, mình sẽ bỏ cái comment lên đầu để cho anh em mọi người không biết biết. Mấy cái đồ này sao nhiều cái để nói quá ta. Đủ thứ. Ừ, nhìn đơn giản. Thì phần cộng dây nó có màu hồng giống như là cái phần sau đôi giày. Ok, đây là đôi Puma X Chip Stable Pigeon phiên bản 2 hoặc 3 gì đó. Ok, và tiếp tục. Khoan, về xuống. Cái đôi này đã ngon ha. Đôi này để cuối cùng nè. Đôi nào? Ok, dạ, tiếp theo là cái đôi của em đi Mập. Cái đôi của em đi. Rồi, quăng lên. Rồi, cái đôi này là của thằng này mua, mình không có mua nhưng mà luôn. Rồi em nói, em biết gì em nói đi anh, đâu chỉ nãy giờ anh chưa coi đôi này. Đôi này nó khác những đôi khác xíu á, là nó làm bằng da thường chứ không phải là da lộn. Nhưng mà cái Swoosh là da lộn. Nó chỉ có cái Swoosh với phần gót á là màu da giống da lộn thôi. Thì cái đây nhìn đôi này á, mình nhớ tới là cái biểu tượng mà bên Nhật á, Rising Sun á, là mặt trời mọc á, thì nó giống như là những cái mây rồi này nọ. Mình không biết thật sự cái đôi này có phải là collab với bên với lại có liên quan tới bên Nhật không, nhưng mà mình không biết. Thì ở bên trong phần cái đôi này á, là không phải con bồ câu mà là con cá heo. Cái này là cái gì vậy ta? Cái đôi này là kêu đôi gì? Nếu thấy đẹp thì mua thôi chứ sao. Puma nó có nhiều nhiều cái collab độc thiệt á. Đôi này mang rất là clean. Thay vì mà các bạn mà bỏ tiền mua stand mid đâu á thì nó bình thường quá. Thôi mình quất đôi Puma collab vậy cho vui. Ok. Đôi này tên gì? Có ai biết comment cho tôi biết luôn. Puma cá heo. Puma cá heo. Rồi, đến tiếp tục. Đây đây. Cái đôi giày này mới vui nè các bạn. 1 2 3. Bụp. Cười gì? Đủ mới cười. Đây, là đôi giày mình đặt tên cho đôi giày nè, đôi giày Come back to school, là trở về trường học á. Cái này giống như mấy cặp táp mà các bạn bật vô nè, 1 2 3 đó. Đó, ghê không? Đó. Mình cũng không hiểu tại sao ai suy nghĩ ra cái loại mà thiết kế như thế này nữa. Rất là old school. Nhưng mà nhìn đôi này mình nhớ tới thằng Sonic. Các bạn biết Sonic không? Thằng nhóc màu xanh xanh chạy lại á. Rồi, bây giờ gờ bỏ hết ra đi. Ở trong nó có gì vậy? Trời, đẹp chưa? Cái đôi này đẹp hơn đôi màu đỏ. Mà nói thì các bạn luôn, nãy giờ mình review cho các bạn coi mấy đôi giày này mà mình không biết tên mấy đôi này luôn. Nhưng mà mình biết là nó độc, nó đẹp thì mình review thôi. Trời, cái thân độc quá vậy. Đây, như mình nói đâu, đây là mẫu sample. Thì bên trong cái thân này trời, hồi đó giờ chưa thấy cái thân nào mà làm
chi tiết giống vậy luôn á. Mấy Đúng đội rồi. kia chỗ định bất cứ đội nào cũng chưa thấy ai mà làm cái thân chi tiết giống vậy luôn. Nhìn Thủ đoạn. khó hiểu mà dễ mang. Thì bên trong nó có Buma, Di và Ricky. Thì mình nghĩ là hai người này là hai người collab với lại hãng Buma làm ở đôi này. Thì bên trong nó có nhiều cái như là, ô này gì đó, này giống cái lưng con bọ. Bỏ cánh cam á, nó đủ màu. Này nó có cái tên này hay sao Đây, phần đế mới đẹp nè. á. Đẹp mà giống video game mà. Bấm cái nó có biến hình không ta? Lá hồi mình sẽ mang on fit cả những cái đôi nằm ở đây cho các bạn coi. Ok. Tất cả đều da lộn hết, đúng không? Không có có suit là bằng da bằng gì đấy, bằng cái gì Không, nó bằng cái gì á, nó á. Bằng cái gì? bằng cái gì á, Không phải là da luôn. Nó giống miếng mủ vậy đó. Đây, còn phần cái thân. Chỉ đợi chỉ đọc gì ta? Whimsical. Whimsical D and Ricky's. Đẹp ha. world. Đôi này mang ngầu á. Quá đọc. Quá độc. Tiếp theo, đôi giày đỉnh điểm ngày hôm nay. Đùng. Đù, trời ghê luôn quá. Đù. Cái cục kẹo. Trời ơi nè, cái thân còn có tiếng Nhật nữa nè. Đủ. Đó. Ok, mập ngồi 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 tháo cái này ra. Tháo tháo cái này ra. Coi để cho lộ cái thân lên á, để review luôn. Thì cái đôi này á là mình đôi này mình biết nè, hồi nãy mình hỏi ông chủ shop á là đôi này tên là Puma Clyde Atmos TTT là được collab với lại một người thợ xăm bên Nhật. Mình chưa có Google lại cái người thợ xăm là ai hết, nhưng mà bên trong bên hông mày thì nó có chữ ký của ổng nè. Brian ký ngày 6 tháng 16 năm 2016. Đủ ghê à. Ok, cái đôi này nhiều chuyện nó nói quá. Thì nhìn đôi này vô là biết là nó bắt nguồn từ bên Nhật rồi. Thì xung quanh đây những cái sóng, những cái hình này, những cái hình mà các bạn nào hay xăm mình thì biết rồi, là nhìn vô là biết đây là một người thợ xăm để làm cái đôi giày này rồi. Thì ô đằng 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 sau chữ gì đó, biết biết chữ nào này không? Để xe đây là mấy xe Bên nè, đây là để xe xe. dẫn chốt. Ồ. Đồ. Đây à. Cờ cờ tướng Cờ tướng, cờ tướng, cờ tướng. Để xuống này xuống. Đây cũng có hai chữ Nhật nữa nè. Thì á, cái chữ tiếng Nhật á, với lại tiếng Hoa nó thì nó có khi mà viết ra thì có rất nhiều cách giống nhau lắm. Thì là chữ xe đúng không? Ừ. Thì là chữ tự chữ pháo mà. Thì mình biết rồi. Ok, thì bên trong đó, đồ nẻ Để mình chốt. chốt mà à. Đó, giờ quay cho các bạn dễ thấy xíu nè. Đó, đồ đẹp quá à. Cái đồ này mình sẽ để đó luôn và không mang, nó đẹp quá, tại mình cũng thích hình xăm nữa. Thấy không? Đây. Mang này hợp luôn á. À, bữa nào mà đi cái event xăm mình á, tattoo convention gì đó, Quốc lô mang vô hợp lý luôn. hợp lý. Thì cũng dây nó có chữ gì nữa nè. À, Clyde, Lại ba thì của Buma mà. Clyde. Nó này mấy cộng dây Buma nó hơi cứng nè. Đúng rồi. Thì bên trong cái suit nữa. Tháo được không? Thôi suit đừng tháo à. Ừ. Thì đẹp đấy. Đây bên trong rất là nhiều cái chi tiết mình không thực sự mình không có biết, nhưng mà nếu các bạn nào rành giày mà mê cái đôi này thì chắc chắn thì những cái ý nghĩa trong cái đôi giày này á, là nó đều có một cái câu chuyện đằng sau hết, chắc chắn là như vậy. Đôi này sẽ có một cái câu chuyện đằng sau cái đôi giày này. Mình sẽ update trong cái phần comment nếu như mình có thời gian mình tìm hiểu được. Cái góc kiểu này giống xanh cô à, nhưng mà Đúng rồi, chàng luôn. nó giống màu xanh. Thằng này mà thằng này ra trước mà. À, đẹp quá. Quá đẹp luôn. Thì đây là cái phần mà da cứng mà được in lên, còn đây là cái phần mà da lộn cứng, còn phần đằng trước là da lộn mềm. Đây mình thích cái chỗ này nhất nè, trên cái thân thì có một đống chữ Nhật luôn, không biết nó nói cái gì nữa, ác ha. Thì trong cái thế giới dài nó vậy nè các bạn, những cái đôi nào mà có tiếng Nhật hoặc bắt nguồn từ Nhật hoặc là collab tại Nhật hay là ra tại Nhật đều rất là hiếm và người ta rất là thích. Cái Không này hiểu sao luôn, không hiểu sao luôn. giống như mấy con ở trong cờ tướng vậy. Này có con chốt con mã nè. Đâu có mã không? Có nè, đó, cuối cùng Cuối cùng mã hả? á. Phải không? Đúng rồi. Như vậy á.
thì không biết nữa, nói chung là cái đôi này là một ẩn số cần tìm hiểu lại. Quá đẹp, để xuống đây luôn. À, hình như mấy con xe đó là một con màu đỏ, một con màu xanh, hai cái sau gót á. Không ta? Là sao nó tông hiểu vậy? Là tướng có hai bên thì hai xe nó khác nhau. Đúng rồi. Phải không? Như vậy á. À, ok. Mình biết gì nói đó thôi. Gì vậy? Thông tin đôi giày. Thông tin đôi giày hả? Ồ. Three Thai Tattoo gì vậy? Yukio E gì? Design by gì? Ichibei Chang. À đây 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 là cái tên của cái ông mà làm ở đôi giày này nè, Ichibei Chang. Đôi giày này làm theo, nói chung là làm theo cái phong cách xăm mình của Nhật á. Ok. Chưa có thấy đôi giày nào mà nó Nhật Bản như cái đôi giày này. Hứa luôn. Nhìn như là biết Nhật Bản rồi. Tại vì cái cách mà cái may mà người Hoa vẽ đó, người Trung Quốc vẽ thì nó khác cái bên Nhật nhiều lắm. Đây là cái kiểu mà xăm mình của bên Nhật. Cái đôi này Dr. Kim sẽ khoái. Dr. Kim sẽ khoái, Dr. Kim với lại ông Nguyên sẽ khoái lắm. Tại vì cái tay của Dr. Kim mới xăm hình của Mi Trang này luôn. Mà cái này là size chính. Dr. Kim thì mang 8.5 luôn, mà bự hơn chút xíu. Dạ, chắc vừa. Chắc vừa. Bú cái đi cho. Ok, còn đây nào nữa không? Và cuối cùng là đùng. Đôi này dành cho, đây tháo ra luôn. Đôi này dành cho những bạn không có tiền mua Supreme nhưng mà muốn có Supreme để mang. Vẫn có đỏ trắng. Đỏ trắng. Ôi chết cha hết mình. Thì sau mỗi một đôi giày thì có một câu chuyện, và không riêng gì đôi này là mình nằm mơ, mình thấy Supreme ký hợp đồng với mình. Mà buổi sáng á, thì mình đi làm, mà lúc đó thì mình thấy cái đôi giày này nằm trước cái giường của mình, nên mình biết là một giấc mơ rồi, không phải sự thật rồi. Phải chi ký hợp đồng Supreme được ngon quá ha. nên mình quyết định là mình biến cái giấc mơ thành sự thật của mình lấy bút vẽ xong rồi mình đi làm. Và đây là đôi Puma X Supreme Bye Andy Vũ. Bye Andy Vũ. Đó là cái câu chuyện mà xàm nhất trên đời. Câu chuyện không phải là câu chuyện. Ok, và bây giờ là on pit. Bây giờ là mang trên chân hết. Ok không ạ? Bây giờ đầu tiên á là đôi Puma luôn. Tiffany Blue. Rõ không? Đẹp không? Xin lỗi các bạn nha, tại hôm nay mình không có giớ Puma, mình lấy lại giớ Nike. Giớ cao thì quay review nó sẽ đẹp hơn. Tại mình đang mặc quần cục. Đây, đằng trước. Sau lưng, bên hông chứ lộn. Sau lưng. Ok. Thoải mái. Nó không êm nha các bạn, Puma là không có êm, nhưng mà rất là thoải mái. Các bạn hãy mình nói không, tại nó không, đây là những đôi về old school, không có những cái công nghệ như là boost hay là e vậy đó. Đây có công nghệ é. Rồi tiếp theo là đôi pigeon. No, mình thích, mình nãy giờ mình muốn on fit cái đôi này nhất. Trời sao chật quá vậy, ui da gắn nông như luôn ấy. Rồi đôi đẹp quá, shit. Mà đôi này nhìn nhìn sang quá à. Fresh. Nó cũng dây mà đâu biết mấy đồ giày collab mắc tiền cũng khác nữa. Còn chiến đâu rồi bên kia mà. Trời, giày mới chưa lấy giấy rồi nữa. Lót quay không có chuẩn bị luôn nha các bạn, là mình nãy giờ là mình là như các bạn luôn á. Ui cha. Trời, à, nhét kỹ đúng kỹ luôn, chung nhét đúng. À.
Chơi. Trời ơi, đẹp quá. À. Nhìn sang quá. Nhìn đúng sang luôn, quay một cái dễ dùng. Người ta mua dài á, nhiều người coi mấy cái đồ, mấy cái khúc on fit mới quan trọng á. Đôi này êm hơn các bạn, đôi này đặc biệt là êm hơn như đôi này. Tại đây đôi này là đôi ra sau này với lại collab với ông Jab Stable nên làm êm hơn xíu, công nghệ êm hơn xíu. Nó có phần, cái phần này nó có đàn hồi. Okay. Đấy. Dạ, tiếp theo là Sonic. Này quá dễ luôn, này 30 giây à. Nè. Đó. Đó. Sticker Fest mình có quá nhiều đôi dài độc để mang, mình không biết mang đôi nào nữa. Trời ơi. Cực kỳ thoải mái luôn. Dễ thương quá. Thấy rõ không? Rõ anh. Ok. Rồi, đá, búp, búp, búp. Này đúng lẹ luôn á. Quá đẹp. Đây. Đôi giày định mệnh. Má đôi này gắt vải luôn á. Quá gắt luôn, cằn nhất. Cằn đét luôn. Xung cằn hẳn chờ. Ấy ha. Đó là nhìn ai à, căng quá. Má giờ má để ý có cái dấu đỏ đỏ gì góc này. Ở đâu? Đó. Ừ. Có chữ ký luôn rồi. Có chữ ký luôn á. Rồi đứng dậy mà. Đứng dậy quay khúc này nè. À, thấy hình xăm luôn. À, hợp với đôi dài không? Tấm này tùm neo luôn á. Hợp không? Hợp quá hợp luôn. Ok. Dạ đôi này á thì mang. Mà đôi này không mang này luôn. Đó, đôi này nó sẽ đôi dài đi cày bừa của mình. Supreme trong mơ. Rồi ok. Bật nhạc đen kỳ vậy mày. Rồi đủ rồi. Thì bây giờ đã quay trở lại địa điểm cũ nha, nhưng mà nó hơi bị lằn một xíu, nó hơi bị khác ngày hôm qua xíu. Sao vậy chủ shop? Hello. Gì hello gì ba nói sao shop dơ quá vậy, gọi hello. Chủ shop nhạc luôn. Ok, vậy bây giờ sẽ là cái cận cảnh của đôi Puma Red October, nhưng mà mình quyết định đặt tên cho đôi này là Red November. Tại là tại sao đây là tháng 11, mình mua đây là tháng 11 nên là Red November. Thì xung quanh nó chẳng gì đặc biệt ngoài một cái là cái đế rất là dạ quang thôi. Có rành không? Có rành dài không? Review luôn đi. Tập đi cho quen. Gì? Thằng người không biết dài cầm cái này lên suy nghĩ như thế nào? Rồi. À, đây người không biết dài cầm lên thì thấy đầu tiên là chất liệu hơi độc hả? Chất liệu là nhiều màu nè. Xanh ở trong có xanh lá với một màu biết gì nhỉ? Chè lá dứa. Ờ. Cái này là da này cái là cái này là cái da gì không biết nữa, cái này không biết phải da lộn hay da gì nữa, nhưng mà cái giống da lộn mà nó mịn lắm. Cái phần này nè. Ừ, cái màu giống da lộn nhưng mà nó mịn hơn da lộn đó. Còn đây là cái phần da mà loại da bình thường nhưng mà màu kem thôi. Ừ. Với lại cái thiết kế đặc biệt của đôi này á, nằm ở đây nó giống cái đôi Jordan 11. Jordan 11. Đó. Đây, có cái tem của nó đây. Cái tem trên tem nó ghi gì vậy? Puma Natural. Đúng rồi. Ok. Ở phía sau đây là có in Ủa gì vậy ta? In Puma Natural với lại chữ gì nữa? Puma Natural. Ok. À. Thì cái đôi này đó mình nhìn thì mặc đồ vest đẹp hơn là mặc quần jean. Ừ. Đúng không? Sang á. Ừ. Nói chung là cái kiểu này là kiểu mà sang trọng.
Nhưng mà đối với mình á, là nó thành đường phố hết á. Mình sẽ ráng phối một cái bộ đồ để mặc chung với đôi này. Và bây giờ là cái phần trước là da lộn đúng không, Duy? Ừ, sway đây. Sway, phần trước là da lộn. Rồi, ở trong, cộng dây. Đây. Ủa, sao cộng dây này nó loằng dữ vậy ta? Cộng dây này nó bị hư hay là cái do thiết kế nó vậy ta? Này... À, còn thêm cộng nữa, nó móc thêm cái nữa. Cũng vậy à, nãy coi rồi. À, thì ra thiết kế là bị rỉ sét hả các bạn? Ừ, cứ tin là vậy đi. Cứ tin là vậy cuộc đi. Sống mà. Còn cái phần đế thì giống như là mấy cái đế đậu bô màu bình thường thôi. Hình mấy ngôi sao bốn cánh. Cần đèn không? Cho mượn cái đèn. Rồi bây giờ nè, anh nào có đèn sạc pin, làm một lần nữa. Glow thêm cái nữa. Sạc. Sạc pin. Thì nếu các bạn đem lại cái ánh nắng ngoài trời thì nó sẽ sáng hơn là cái ánh nắng sạc pin này. Như cái này là cái điện thì nó không có nó sáng lẹ, nhưng mà nó lâu hết, nó màu hết lắm. Còn ngoài ánh nắng mặt trời thì nó lâu hết hơn. Ví dụ ghi chữ Duy lên nè. Đó, ghi đi. Đó. Ghê không, ghê không? Đó, thấy không? Ồ. Đây, giờ dạ. Yeah. Cái nữa đây nè. Ồ, dưới cái. Ồ, ghê không? Ồ. Phê thiệt. Rồi sạc đèn cái mày. Sạc cái gì, sạc cái nữa, sạc xa vậy nè đó. Sạc hết ra hết số luôn. Để mình sạc xuống cho các bạn coi nha. Cứ tắt đi Sương, tắt luôn đi. Rồi, 1, 2, 3, tắt hết luôn. Rồi tắt đi. Trời đâu mà đỏ chét luôn. Đỏ bánh xét luôn. Tắt cái đèn flash luôn đi. Trời ơi. Nói gì nữa. Này mà bước vô cái rạp phim mà tối thui á, người ta tưởng Red October không á các bạn. Không, đây là Buma Red November. Bye Andy Vũ. Ok. Ê, hồi nãy vẽ nó còn luôn nè. Nó còn chữ Di luôn nè. Ok, vậy mốt trước khi vô rạp phim mới sạc cái đôi dài chứ. Ngồi phòng chờ cái cầm vẽ vô. Và một lần nữa cảm ơn tất cả mọi người đã coi blog này, và cũng cảm ơn nha anh em ở đây, những người đã giúp tôi đi chở tôi đi mua cái đôi giày này. Và cũng cảm ơn là Dream DC đã cho mình mượn cái background không đẹp lắm nhưng mà nhưng mà cũng được ấm cúng để quay phim nhiều hơn. Và các bạn nhớ nha, là vào tháng 12 này mình sẽ có mặt tại Sticker Fest để ra cái mẫu áo đầu tiên của mình, cũng như là cái mẫu nón tại Show X. Và make sure các bạn là thích blog mình thì nhớ ủng hộ đồ của mình. Vậy cảm ơn tất cả các bạn. Hẹn gặp tất cả các bạn vào blog kỳ sau. Giờ bây giờ ở đâu đây? Gặp biết cô phá bên kia. Chạy luôn. Đi nói chuyện hết nổi luôn rồi đó. Nói nãy giờ nửa tiếng ủng hộ. Rồi. Các bạn đang làm gì đó? Hello các bạn. Đợi xíu. Trời đông quá vậy. Rồi bây giờ em có thể cho anh biết là tại sao hôm nay trước Bitexco mà có đông như vậy, anh em đứng cái line để làm để cóp cái đôi nào vậy? Zebra. V2 đúng không hay V1? V2. Còn bạn kia, lại đây. Bạn cho mình phỏng vấn cái đôi dép của bạn được không? Rồi đây, ai có cái bật flash này lên cái nữa. Bật flash em ơi. Flash lên, đậu mặt. Cái đôi này là đôi thiệt hay đôi giả bạn? Đôi này đôi thiệt đó. Đôi thiệt mà bạn cắt luôn. Cắt luôn. Trời ơi. Rất là... Bạn hãy cho anh biết lý do nào tại sao khiến con làm cái hành động mà dạy dột đến như vậy. Rất là quá giàu hay là tại bạn? Có gì ngoài điều hay là bạn muốn khác biệt? Kiểu em nghĩ tới cách nó sẽ ra cái hình khác. Nhưng mà của nó hành dép luôn. Rồi gố của ra hình này luôn. Đúng rồi, em đầu tiên là em định cắt nó như đôi Gucci á, nhưng mà cuối cùng là bây giờ là em định có thêm lông nữa. Đôi lông chảy lông gà phải không? Anh mua chảy lông gà anh dán vô thằng lông. Ok. Không luôn xem nữa giờ. Giờ mình đi ra đó xíu, mình quay cái like anh em xếp hàng xíu. Chạy gì vậy? Điểm danh hả? Ủa điểm danh kìa. Đông kinh khủng. Hello các bạn.
Zebra hả? Có hy vọng không? Có hy vọng không? Bạn nghĩ có hy vọng được đôi nào không? Được hả? Đôi. Nghe đồn là 250 đôi hả? Đúng rồi. Mà sự có 25 đôi hả? Tin mình đi. Trời đông dở lắm. Ở đây bạn đoán khoảng bao nhiêu người? Hồi nãy trăm mấy anh. Trăm mấy? Trăm mấy á, trăm như trăm rưỡi á. Là thứ mấy mới ra lận? Dạ. Thứ sáu, bạn là thứ mấy? Thứ sáu. Bạn là thứ tư. Hôm nay thứ tư. Tính ngủ đây 2 ngày luôn hả? 2 đêm. Ủa là mình đứng mày cách like xong rồi điểm danh là mình về đúng không? Không, mình ở đây nghe, tụi em ngủ đây luôn y chang là đi đi du lịch về 3 ngày 2 đêm gì đó. Giờ nhờ chờ đó thiệt đi, thật lòng đi, mua về mang hay để resell? Resell. Mang hay resell? Mang. Mang hay resell? Resell. Đấy đó, lâu phải lộn. Đỉnh. Ủa giờ có ai chổng không? Không ai chổng rồi hả? Có nhiều quản lý, nhân viên. Có mấy nhân viên thôi. Đông quá. Ok, mình qua đây mình đứng mình chơi nhiều chuyện thôi. Chứ nãy giờ đi quay Buma. Quay blog Buma chứ không phải quay Adidas. Đúng đông luôn. Có blog xong chưa? Xong rồi đúng không? Và đừng quên là bấm, tôi sẽ để một hai cái đường link, một là tới cái trang Facebook mà hiện tại tôi đang xài là cái trang fanpage, với lại follow tôi trên Instagram là andyvũ167. Và nên nhớ sticker fest vào tháng 12 này tôi sẽ có một sạp bán quần áo và nó ở trong. Stay tuned và cảm ơn các bạn. Thank you.